Xin chào các ba các mẹ đã đến với khóa ăn dặm. Sau hơn 14 năm hỗ trợ các mẹ sữa, bác sĩ Thi cũng đã đồng hành với hơn 60.000 mẹ trong hành trình ăn dặm cùng con. Trong đó có các phương pháp ăn dặm như ăn dặm kiểu Nhật, ăn dặm truyền thống, ăn dặm từ chỉ huy Baby Weaning. Trong khóa ăn dặm kiểu Nhật này, các mẹ có thể biết được mình nên sắm sửa những cái dụng cụ nào cho con. Loại ghế thứ hai đó là loại ghế cao, gồm có ghế nhựa và ghế gỗ. Bàn mài, đây là cái rây để mình có thể rây cháo, rây thịt, rây các loại thực phẩm cho mịn để em bé ăn cho dễ. Ngoài ra các mẹ cũng sẽ biết cách đút thìa cho bé như thế nào, khi nào thì cần phải tăng độ thô. Mình có thể cắt nhỏ ở cái mức độ nào mà con có thể đáp ứng được. Khi nào thì tập cho con bóc nhón, tập dùng thìa. Khi nào mà em thấy á, nó cầm, nó ăn nguyên miếng nè, mà nó bắt đầu nó dùng ba ngón tay, nó bóc, là em biết nó chuyển giai đoạn. Là lúc đó em sẽ bắt đầu cắt những cái loại thực phẩm mà thay vì là nó bằng nguyên miếng này thì nó sẽ bằng một nửa. Mình sẽ dùng những cái loại thực phẩm có tính sệt sệt, dễ dính lên thìa. Ví dụ sữa chua, ví dụ các cái loại súp như súp bí đỏ. Bên cạnh đó các mẹ cũng sẽ biết cách thiết kế lịch ăn uống cho con như thế nào cho hợp lý. Bác Thi cũng rất là khuyến khích các ba các mẹ có thể tham gia cả ba khóa ăn dặm để mình có thể phối hợp các phương pháp với nhau sao cho phù hợp với bé và cả gia đình.